Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục fix lỗi hỗ trợ online cho em trai Trần Quốc Bảo. Thì cái máy in Canon 29 không kết nối được với Windows 11 nha các bạn. Thì ở đây mình UltraView điều khiển từ xa, thì em ấy cũng đã gửi ID và mật khẩu cho mình. Bây giờ mình sẽ kết nối UltraView điều khiển từ xa. Thì trước khi các bạn chỉnh sửa hay cài đặt thì các bạn phải kiểm tra phiên bản Windows. Các bạn click vào chuột vào disk DC. Các bạn kiểm tra ở đây đang chạy hệ điều hành Windows mấy, cũng như phiên bản bao nhiêu bit. Đó, thì ở đây là Windows 11 Home Single Language 21.2, phiên bản Windows 64 bit nha các bạn. Đó, các bạn phải chú ý ở phần này để chúng ta tải driver cho nó chính xác. Đó, các bạn sẽ vào cái phần Control Panel, rồi vào Device Register. Đó, thì ở đây cái máy in khi gắn cáp kết nối vào cái máy tính thì cái máy in nó chỉ hiển thị cái Canon cáp USB Device thôi, nó không có hiển thị cái mã máy in lên. Đó, bây giờ các bạn sẽ vào Device Manager. Các bạn kiểm tra xem là nó có nhận tín hiệu hay không. Ở phần Order Device, Print Request, rồi phần Software Device nó cũng không có nhận tín hiệu luôn nha các bạn. Đó, ở đây mình cũng thử cái em trai là gắn qua những cái cổng USB khác thì nó cũng vẫn không có tín hiệu gì hết. Nói chung là cái máy in này là in bình thường, tại vì cái hệ điều hành Windows 11 nó hay xảy ra những cái trường hợp lỗi như là không kết nối được driver, không cài đặt được driver, hoặc là khi nhấn lên in nó báo lỗi communication error. Đó, không kết nối được máy in với máy tính. Đó, thì mình đã fix rất là nhiều trường hợp fix lỗi online. Thì có những trường hợp thì khắc phục rất là nhanh, cũng như là fix lỗi thành công 100%. Còn có những cái trường hợp những cái máy nó bị cái hệ điều hành nó bị lỗi nặng quá thì không thể fix được, thì bắt buộc phải cài lại Windows. Thì cái máy này nó gắn vào thì nó chỉ hiển thị cái USB card thôi, nó không có ở phần Order Device hoặc Print Request, nó cũng không có nhận tín hiệu nha các bạn. Thì ở đây thì em trai Quốc Bảo thì cũng đã cài driver rồi, cũng không cài đặt được, cũng xem trên những trang mạng YouTube để xem cái cách hướng dẫn cài thì em ấy cũng không cài được, và vô tình xem qua kênh của mình thì có nhờ mình UltraView hỗ trợ từ xa. Đó, thì bây giờ mình sẽ khắc phục cho em trai Quốc Bảo này nha. Thì mình sẽ khắc phục phải cài được cái driver cho nó nhận trên cái hệ điều hành Windows 11. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào Control Panel, Device Register. Đó, các bạn phải chọn vào cái dòng Rolex Shot để cho nó phát hiện những cái lỗi hay không nha. Ở đây mình chọn thì nó không có hiển thị ra. Bây giờ các bạn click vào cái thanh tìm kiếm, các bạn gọi cho mình Rolex Shot, rồi ở phần Register các bạn nhấn Print. Bây giờ để các bạn phải cho nó check những cái lỗi nha. Rồi các bạn chọn vào cái mã Canon 29 nha, các bạn nhấn nét. Rồi các bạn nhấn Apply District. Rồi, ở đây nó vẫn không phát hiện ra những cái
không có fix được cái những cái lỗi kết nối. Bây giờ các bạn sẽ gõ cho mình download driver, các bạn mở cái trình duyệt web lên nha, các bạn gõ cho mình download driver K529 phiên bản 64 bit nha bạn. Các bạn gõ cho mình thêm 64 bit. Đó, các bạn sẽ vào trang chủ Canon, các bạn sẽ tải driver về. Đó, các bạn sẽ nhấn vào cái phần tải về. Rồi các bạn sẽ vào cái file chúng ta vừa tải về. Ở đây mình sẽ copy ra ngoài desktop cho các bạn dễ nhìn và các bạn dễ quan sát hơn. Tại cái mục download đó mình rất là nhiều cho nên nhiều khi nó bị rối các bạn. Cho mình sẽ copy. Đó, các bạn sẽ bắt ra ngoài desktop nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giải nén ra. Ở đây mình sẽ thử cài trực tiếp từ cái file driver xem là nó có nhận được cái tín hiệu hay không nha. Các bạn click vào cái thư mục x64 rồi run admin setup để chúng ta cài đặt driver nha các bạn. Rồi chọn yes. Rồi các bạn sẽ nhấn next. Chọn yes. Rồi các bạn sẽ chọn cái dòng đầu tiên rồi nhấn next. Rồi nhấn next luôn. Ở phần not set thì các bạn sẽ chọn vào cái cổng USB nha. Rồi nhấn next. Set mặc định. Các bạn nhấn start. Rồi ở đây nó báo lỗi nha, không cho mình cài đặt từ cái file setup nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào cái phần control panel lại, vào Device Register. Rồi ở cái mục ADD Printer, các bạn sẽ chọn vào và chọn vào The Printer Dash. Chọn cái dòng cuối cùng cho mình, các bạn sẽ nhấn Next. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn vào USB 001 002 nha các bạn. Visual Printer Spot for USB. Ở đây mình sẽ thay cái bọt kết nối cũng như thay cái cổng kết nối để cho nó kết nối lại qua cái bọt khác nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhấn next. Rồi nhấn next luôn. Rồi next. Rồi. Đó, sau khi các bạn cho nó cài ở cái bọt khác thì nó đã nhận rồi, cái máy hình mình nó đã hiển thị. Các bạn sẽ set mặc định. Đó. Như vậy là chúng ta đã cài được, đặt thành công được cái driver Canon 29 trên hệ điều hành Windows 11 nha các bạn. Thì video đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn.